tạo ra chúng ta trên trái đất. Bài hát về một đức phải ý nghĩa thương lượng. Ban đầu từ vùi đất và đất sét, Chúa tạo nên chúng ta một cách kỳ diệu với hơi thở. Rồi sau Ngài ban cho ta sự trọn vẹn, một tia sáng thiên đường cho mỗi linh hồn, với đôi mắt để nhìn và đôi tay để xây dựng, một trái tim để yêu, một tinh thần tràn đầy. Ngài đặt chúng ta ở đây dưới ánh mặt trời, để sống, để học, để trở thành một, một. Vì sao Ngài tạo ra nơi này một thế giới xinh đẹp, một thế giới đầy ân sủng? Tiếng gọi sâu thẳm nào đang lay động chúng ta? Mục đích nào đang nằm ở đó? Tình yêu nào trao tặng? Hiệp lớn. Chúng ta được tạo ra để yêu thương, để chia sẻ, để nâng đỡ nhau, để thể hiện sự quan tâm, để trở thành ánh sáng của Ngài, để lan tỏa hòa bình, để tìm thấy sự giải thoát của linh hồn qua việc cho đi. Một hành trình chung, một con đường ta đi. Vì mọi khoảnh khắc, vì mọi lý do, chúng ta được tạo ra không chỉ để tồn tại, mà để tình yêu của Ngài trong ta thăng hoa. Cảm ơn ông, một bức tranh được vẽ bằng tình yêu và niềm tự hào. Ngài đặt chúng ta ở đây không chỉ để lang thang, mà để bên trái đất này thành ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta, để chăm sóc cánh đồng, để bảo vệ biển cả, để giữ những bí mật của tạo hóa, để quan tâm đến tất cả từ lớn đến nhỏ, để nghe lời thì thầm, để nghe theo tiếng gọi điệp khúc nhỏ. Trong mỗi hơi thở, trong mỗi ánh nhìn, chúng ta thấy lý do, chúng ta cảm nhận ánh sáng. Một nhiệm vụ thiêng liêng, một vai trò cần thực hiện, một mục đích sâu xa không bao giờ phai tan. Chúng ta được tạo ra để yêu thương, để chia sẻ, để nâng đỡ nhau, để thể hiện sự quan tâm, để trở thành ánh sáng của Ngài, để lan tỏa hòa bình, để tìm thấy sự giải thoát của linh hồn qua việc cho đi. Một hành trình chung, một con đường ta đi. Vì mọi khoảnh khắc, vì mọi lý do, chúng ta được tạo ra không chỉ để tồn tại, mà để tình yêu của Ngài trong ta thăng hoa. Cầu nối trái tim cảm thấy cô đơn, hãy biết rằng trong Ngài bạn được biết đến. Ngài tạo ra chúng ta để chúng ta tìm thấy một mối liên kết tinh thần, một sợi dây gắn kết qua niềm vui và nỗi đau, qua mất mát và thành công. Mục đích của Ngài vững vàng, tình yêu Ngài còn mãi, để yêu thế gian, để chữa lành, để hàn gắn, để bước đi cùng Ngài cho đến cuối con đường điệp khúc lớn. Chúng ta được tạo ra để yêu thương, để chia sẻ, để nâng đỡ nhau, để thể hiện sự quan tâm, để trở thành ánh sáng của Ngài, để lan tỏa hòa bình, để tìm thấy sự giải thoát của linh hồn qua việc cho đi. Một hành trình chung, một con đường ta đi. Vì mọi khoảnh khắc, vì mọi lý do, chúng ta được tạo ra không chỉ để tồn tại, mà để tình yêu của Ngài chúng ta thăng hoa. Vậy hãy sống, hãy là chính mình, một sự phản chiếu của sự vinh hằng của Ngài. Vì trong mỗi hành động, trong từng phần, chúng ta hoàn thành mục đích của Ngài, chúng ta thể hiện trái tim Ngài. Được tạo ra từ tình yêu đặt vào ân sủng, để biến trái đất này thành nơi thiêng liêng. Tiếng Ngài sẽ ở lại, dẫn dắt con qua từng ngày với đôi tay.
tay mở rộng và tâm hồn tĩnh lặng. Con sẽ không nói lại lời, con sẽ làm theo ý Ngài. Khi đêm xuống và bóng tối vây quanh, còn tìm thấy ánh sáng Ngài trong buổi chiều tà. Lời Ngài tuôn chảy như dòng sông rộng, nơi trú ẩn, nơi che chở với từng bài thánh vịnh và lời cầu nguyện. Con tìm thấy Ngài đời chờ luôn ở đó, tiếng thì thầm nhẹ nhàng, tiếng gọi mạnh mẽ, những lời giúp con khi con gục ngã điệp khúc nhói. Lạy Chúa trong những khoảnh khắc nhỏ, trong những lúc tĩnh lặng và khi bão tố gào thét tiếng Ngài. Một ngọn hải đăng vững chắc và chân thật dẫn con đi, bảo vệ con qua mọi thử thách điệp khúc lớn. Con sẽ lắng nghe, con sẽ học hỏi, để tâm hồn con hàng ngày khao khát vì mỗi đôi người đã phân ra tình yêu bất tận, một mối liên kết không thể phá vỡ. Trong trái tim con, tiếng Ngài sẽ ở lại, dẫn dắt con qua từng ngày với đôi tay mở rộng và tâm hồn tĩnh lặng. Con sẽ không nói lời này, con sẽ làm theo ý Ngài. Trong tiếng thì thầm của gió sáng mai, trong tiếng xa xa của lá mùa thu, lời Ngài, lời Chúa ở khắp mọi nơi, một cái trăng nhẹ nhàng, một sự quan tâm yêu thương. Trong tiếng cười, trong giọt nước mắt, trong những khoảnh khắc hoài nghi và sợ hãi, con quay về Ngài, bánh ăn hàng ngày, bởi lời Ngài sống động, linh hồn con được nuôi dưỡng. Điệp khúc lớn, con sẽ lắng nghe, sẽ hát hỏi, để tâm hồn có khác ngày khao khát vì mọi lời Ngài đã phán ra. Tình yêu bất tận, một mối liên kết không thể phá vỡ. Trong trái tim con tiếng Ngài sẽ ở lại, dẫn dắt con qua từng ngày với đôi tay mở rộng và tâm hồn tĩnh lặng. Con sẽ thắng lần lời Ngài, con sẽ làm theo ý Ngài. Khi con thức dậy và khi con bị ngơi, con biết rằng trong lời Ngài con được chúc phúc với đức tin mạnh mẽ và trái tim chân thật mỗi ngày. Lạy Chúa, con sẽ bước đi cùng Ngài, lắng nghe học hỏi kiên định và chắc chắn, thấm nhuận lời Ngài, linh hồn con được an toàn. Sự thật của Ngài là con đường, tình yêu của Ngài là lá chắn, trong sự hiện diện của Ngài linh hồn con được chữa lành. Linh hồn biến đổi, đôi mắt hoa mù lòa, sau trở thành pháo lồ, tên có được tái sinh, một trái tim mới không còn xé rách. Từ thành phố lớn đến những con đường làng, Ngài mang danh Chúa qua niềm vui và đau khổ. Những lá thư được viết, những lời mạnh mẽ dẫn dắt tức tin khi con đường dường như sai lối. Điệp khúc nhỏ vời mỗi bước đi, dù bị xiềng xích hay tự do, ta mang theo tình yêu mà Ngài đã trao. Tiếng Ngài vang lên dũng cảm và chân thật, đến với những giấc ngoài xa xôi, ta sẽ mang Chúa đến cho các con. Điệp khúc lớn mỗi thành phao lỗ tổng đầu người bạn với đức tin không lay chuyển, tình yêu trao tặng lời Ngài vẫn dẫn dắt, sứ mệnh vẫn sống qua bao thế kỷ, tinh thần Ngài còn mãi đến những vùng đất xa, là đôi chân Ngài đã đi để rao giảng sự thật, để dẫn họ về nhà. Qua bao tố và thử thách trên đôi gối quỳ, với cây bút trong tay Ngài viết từng dòng, để dạy dỗ, để cảnh báo, để giữ lòng người thành thiện. Hãy vui mừng trong thử thách, trong ai hãy vui mừng, vì trong tình yêu của Chúa Kitô không ai buồn đau. Lá thư Ngài vang vọng, câu chuyện được kể một di sản giàu có, một đức tin can đảm. Điệp không có sự chết, sự sống hay gươm dao có thể ngăn cách ta khỏi tình yêu của Chúa. Đức tin Ngài là ngọn lửa không tắt, không thuần phục, trong mọi thành phố hy vọng Chúa được rao truyền. Khúc lớn mỗi thành phao lỗ tổng đồ người bạn với đức tin không lay chuyển, tình yêu trao tặng lời Ngài và dẫn dắt, sứ mệnh vẫn sống qua bao thế kỷ, tinh thần Ngài còn mãi đến những vùng đất xa, là đôi chân Ngài đã đi để rao giảng sự thật,
để dẫn họ về nhà. Trong mọi cuộc đấu tranh, trong mọi cuộc chiến, phao đồ tìm thấy càng đảm, ngày tìm thấy ánh sáng. Ngày dạy rằng tình yêu là kiên nhẫn hiền hòa, và sự bình an có thể chinh phục tâm trí tối tăm nhất. Với mỗi lá thư, với mỗi lời cầu nguyện, ngày cho thế giới thấy tình yêu và sự quan tâm của Chúa. Vì bởi anh dùng thân con đã được cứu rồi, ngày nói qua đức tin mà thôi hãy bước theo đường lối Ngài. Điệp khúc lớn, ôi thanh phao lỗ tổng đồ người bạn, với đức tin không lay chuyển tình yêu trao tặng. Lời Ngài vẫn dẫn dắt sứ mệnh vẫn sống qua bao thế kỷ, tinh thần Ngài còn mãi đến những vùng đất xa, là đôi chân Ngài đã đi để rao giảng sự thật, để dẫn họ về nhà. Vậy hãy để chúng ta bước đi nơi phao lỗ đã từng đi, với trái tim rực cháy và tinh thần được nuôi dưỡng. Vì trong hành trình của Ngài ta tìm thấy hành trình của chính mình, một con đường đức tin, một hàng sông ta được gieo trồng. Trong mỗi chương, trong mỗi câu, tiếng Ngài vẫn vang vọng. Một phước lành, một lời cảnh báo, một lời kêu gọi sống, một lời kêu gọi trao tặng một cuộc đời. Chúa Kitô, con đường này sống. Nơi sự tĩnh lặng ngừng trì, một người lên chứng kiến qua niềm vui và đau khổ. Trong trái tim kỳ về họ, một giọng nói vang lên, lời kêu gọi của người mẹ mỗi lời như cánh chim bay. Và tâm hồn trẻ đứng đó, đôi mắt mở to, một hình ảnh thuần khiết không nơi nào trốn chân. Đức mẹ cất lời, giọng nói sâu lắng, hãy cầu nguyện các con ơi cho những ai đang khóc lo. Điệp khúc nhớ những ngày đêm tối sẽ đến, và trái tim sẽ tan vỡ, nhưng hy vọng vẫn còn cho những ai từng cứ. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, để tình yêu được biết đến, và được thông điệp của mẹ cho thân của các con. Điệp khúc lớn kêu gọi, từ gọi với những lời thì thầm mạnh mẽ, bài ca của người mẹ nơi những hồn thuộc về. Từ những ngọn người xinh tươi đến bầu trời cao, Ngài rơi một giọt lệ, nghe nghe mọi tiếng thở dài. Trong mỗi lời cầu nguyện, trong mỗi lời khẩn thiết, tình yêu của Ngài tồn tại, mãi mãi không phai. Vậy hãy nắm trái tim và cất tiếng hát trong cầu nguyện và hòa bình, hãy chọn con đường đúng. Lên với đau thương và chiến đấu, về những đau khổ tương lai, sự mất mát sinh mạng. Nhưng trong đời Ngài một hạt giống đã được gieo, để tìm kiếm ai người sáng, để trở thành con cái của Chúa. Hãy quay về với con của mẹ vì Ngài đang gần. Trong mọi nghi ngờ hãy xua tan nỗi sợ, với đôi tay dịu dàng mẹ chỉ ra con đường, để giữ bóng tối luôn ở xa. Điệp khúc nhỏ hãy nắm chặt tình yêu, hãy nắm chặt ân sủng, trong biển động hãy tìm nơi an toàn. Qua mọi thử thách, qua mọi giọt nước mắt, hãy biết rằng mẹ luôn ở đây. Điệp khúc nhỏ những ngày đêm tối sẽ đến, và trái tim sẽ tan vỡ, nhưng hy vọng vẫn còn cho những ai tình thương. Hãy cầu nguyện cho hòa bình, để tình yêu được biết đến, và được thông điệp của mẹ cho thân của các con. Điệp khúc lớn kêu gọi, thường gọi với những lời thì thầm mạnh mẽ, bài ca của người mẹ nơi linh hồn thuộc về. Từ như mọi người xanh tươi đến bầu trời cao, Ngài rơi một giọt lệ, nghe nghe một tiếng thở dài. Trong mỗi lời cầu nguyện, trong mỗi lời khẩn thiết, tình yêu của Ngài tồn tại, mãi mãi không phai. Vậy hãy nắm trái tim và cất tiếng hát trong cầu nguyện và hòa bình, hãy chọn con đường đúng. Với mỗi trái tim đi ràng buộc với nỗi đau, Ngài thì thầm hy vọng như cơn mưa nhẹ. Với đôi mắt yêu thương, Ngài vẫn dõi theo ước nguyện của người mẹ,
ý chí của người mẹ, để Chúa lành thế gian, để xóa dịu nỗi đau, để mang lại hy vọng, để nuôi dưỡng cuộc sống. Trên những mong đợi kia, họ thông nhất Ngài vẫn có ngọn hải đang sáng trong những ngày tối tăm. Điệp khúc lớn kêu quốc cái với những lời thì thầm mạnh mẽ. Bài ca của người mẹ, nơi linh hồn thuốc về. Từ những món đồ xanh tươi đến bầu trời cao. Hy vọng là người dẫn đường chúng ta tin tưởng vào Ngài đấng đã từng chết để phá vỡ xiềng xích, để mở lối cho mọi linh hồn vào ngày cuối cùng. Không còn giọt lệ, không còn bóng tối trong những sánh thiêng liêng rực rỡ ấy. Đoàn tụ với những người đã đi trước một buổi hồi ngộ vui mừng mãi mãi. Bài ca thiên thần thánh ca vang vọng trong lời ca bất tận nơi tình yêu được tìm thấy. Vậy nên hãy sống với trái tim sẵn sàng, vì khi ta vượt qua ta sẽ ở đó. Ôi linh hồn ơi, hãy yên lặng và đừng sợ, vì cổng thiên đàng đang đến gần. Dẫn dắt bởi các thiên thần được gọi tên, đến nhà của Cha nơi tình yêu trường tồn, nơi bình an không còn đau đớn. Trong vòng tay Chúa chúng ta sống lại. Và khi ngày đó cuối cùng đến, khi cuộc đua ngắn ngủi của đời đã kết thúc, hãy ngước mắt lên thấy ánh sáng bước vào đêm thánh thiêng. Vì trong vòng tay Ngài ta tìm thấy nơi ở, ngôi nhà mãi mãi trong ngày không bao giờ tha. Bình minh gần kề, một tiếng gọi thánh thiện tinh tuyền và rõ ràng. Tình thức đi hơn
hỏi linh hồn hay gạt bỏ giấc mộng, vì ngài sẽ đến, hy vọng của chúng ta đang dẫn đường. Ngôi sao tuyên bố lời hứa của ngài sáng ơi, rằng sáng thưa ngài sẽ biến đêm thành ánh sáng. Với trái tim rộng mở, chúng ta canh gác, chúng ta cầu nguyện vì Chúa Giêsu đang đang dẫn lối cho ta. Điệp khúc nhỏ, tỉnh thức mạnh mẽ, ngước mắt lên đón đón mang đến cho ta tình yêu. Trong từng nhịp tim nghe lời ngài phán, hãy sẵn sàng, con nay vì ta sẽ không chậm trễ. Điệp khúc lớn, tỉnh thức cất cao giọng hát. Chúa Giêsu đến đêm sắp tàn, chuẩn bị tâm hồn, linh hồn và trí tuệ, hãy để hoài nghi và sợ hãi lại phía sau. Với đèn sáng và đức tin mạnh mẽ, ngài đến để sửa lại những gì đã sai. Trong hy vọng là niềm vui, chúng ta hát lên danh ngài. Tỉnh thức vì Chúa Giêsu, Vua đến của chúng ta. Dù hiểu đã rõ ràng thời gian đã gần, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ nghe tiếng đấng cứu thế. Như bình minh đến với ánh sáng dịu dàng, ngài sẽ mang đến sự bình an mà thế giới cần biết. Vậy hãy trỗi dậy hơi linh hồn vui vui đi, chúng ta đã niềm tin vào ngài mà thôi. Trái tim chuẩn bị, tinh thần tự do chờ đợi Chúa Kitô mãi mãi muôn đời. Với hy vọng kiên định, chúng ta đứng đầy chào đón Chúa miền đất hứa của chúng ta. Vì khi ngày có chúng ta sẽ không trốn tránh, nhưng chạy đến bên ngài, người dẫn đường chúng thành. Điệp khúc lớn, tình thức cất cao giọng hát. Chúa Giêsu đến đêm sắp tàn, chuẩn bị tâm hồn, linh hồn và trí tuệ, hãy để hoài nghi và sợ hãi lại phía sau. Với đèn sáng và đức tin mạnh mẽ, ngài đến để sửa lại những gì đã sai. Trong hy vọng và niềm vui, chúng ta hát lên danh ngài. Tình thức vì Chúa Giêsu, Vua đến của chúng ta. Chúng ta đứng chờ cho cánh cổng thiên đàng, cho lối vào thiên đàng. Với từng hơi thở chúng ta khát khao tìm kiếm tiếng nói của Chúa Giêsu dịu dàng và yêu thương. Kìa ta đến lời ngài vang vọng, trong từng linh hồn tình yêu ngài tràn ngập. Chuẩn bị vui mừng giơ tay lên cao, vì sớm tới chúng ta sẽ thấy ánh nhìn vinh quang của ngài. Điệp khúc lớn, tình thức cất cao giọng hát. Chúa Giêsu đến đêm sắp tàn, chuẩn bị tâm hồn, linh hồn và trí tuệ, hãy để hoài nghi và sợ hãi lại phía sau. Với đèn sáng và đức tin mạnh mẽ, ngài đến để sửa lại những gì đã sai. Trong hy vọng và niềm vui, chúng ta hát lên danh ngài. Tình thức vì Chúa Giêsu, Vua đến của chúng ta. Để chúng con đứng đầy tình thức và chân thành, với mọi trái tim chúng con gọi ngài. Đấng cứu thế của chúng con, ngôi sao mai, xin đến gần bên chúng con không xa ngài. Tình thức thời gian đã đến, vua của chúng con đã đến, chúng con không sợ hãi. Vì trong tình yêu ngài, chúng con tìm thấy sự nghỉ ngơi. Tình thức vì Chúa Giêsu, niềm khát khao chân thật nhất của chúng con.